quay cho quý các bạn xem một vườn quất đã được trồng trên chậu nhựa to của bác Uynh tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang và tỉnh Hưng Yên. Thì mời quý vị và các bạn vào vườn quất xem hình thức vườn quất thế nào, và quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì về tại xã Thắng Lợi xem. Bác đứng cái cây quất này nhìn sai chốc này. Đấy, đây là gọi là để có bác ý đứng đây xem mới biết được là cây quất to hay cây quất nhỏ. Còn đâu nếu mà để đấy, bình thường người ta bảo chậu là cũng là chậu nhựa bé. Nhìn ra quay đâu. Ra cây quất rất là nhỏ, nhưng mà để phải có người đứng vào thì nhìn là cây quất nó mới to. Thì quý vị thử vào vườn xem hình thức vườn của bác đấy, xem thế nào. Đi cái rãnh này là đẹp này. Rãnh nào cũng đẹp hết bác. Cây này nhìn tầm cây này cây nào cũng đẹp. Cái bộ dàn quả này thì không thể chê đâu được. Không mấy vườn đâu. Cái dòng chậu này là chậu bao nhiêu rồi? Cái chậu trên này là chậu 50 à? Chậu 500. Chậu gọi là đo bên trên là chậu 500 đấy, gọi là chậu đo bên trên là 50 phân. Chậu 50. Đấy gọi là chậu 50. Đấy, nhìn bộ dàn quả rất là sai luôn. Dòng quất trên chậu nhựa, cây cao tầm khoảng 1m7. Dàn quả rất là sai luôn. Nói chung là 10 cây phải như nhau 9 cây, rất là đều luôn. Rất là sai quả, toàn quả chùm thôi. Đấy. Ở cái thời điểm này thì quất cũng bắt đầu ra lộc nhí hoa rồi đây. Đang nhí nụ hoa rất là nhiều rồi. Đấy. Thì quý và các bạn mà có nhu cầu mua nẻ hay là mua buôn thì có thể về tại Thắng Lợi và gặp trực tiếp bác Uynh đấy. Thì sẽ thỏa thuận giá với bác nhá. Còn mình cũng chỉ là chia sẻ quay lên cho quý vị và các bạn xem thôi. Quý vị và các bạn sang xem đuống bên đi. Hôm nay bảo quay có một đuống đẹp thì là quay tất cả đều như nhau nhé. Trung bình chiều cao của cây là 1m7. Rất là sai luôn. Hàng trên chậu rất là đảm bảo luôn. Đấy, nhìn dàn quả rất là thích luôn nhá. Số lượng rất là nhiều luôn. Số lượng bác đang chia sẻ là 400 cây đấy. Quý vị và các bạn mà có nhu cầu mua được hết thì nhà vườn sẽ bán với giá ưu tiên. Đấy, còn quý vị các bạn mua một luống được và 50 cây cũng được. Nhà vườn cũng đều bán nhé. Đấy, thì video clip chia sẻ đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau nhé.